vâng. Cao Phong xin gửi lời chào các bác và anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Cao Phong đang test thiết âm những chiếc cục đẩy chạy công suất 16 giò sắt Mexico, 16 giò sắt xịt Mexico và 16 giò than Toshiba. Đó là những chiếc cục đẩy mang thương hiệu Tudio, model là S1.6. Hàng rất đẹp. Đây các bác nhìn thấy mặt tiền của nó này, mặt màu gold rất đẹp luôn. Một bảng tablo nằm chính giữa, hai volume chiết áp, công tắc bật tắt nguồn, các đèn báo tín hiệu, báo active, báo clip, báo singer. Đấy, rất là đẹp luôn. Cửa sổ làm mát, có thể nói là mặt tiền của nó ba chiếc đẹp xuất sắc như nhau. Các bác nhìn này, em quay từng chiếc một. Mặt tiền rất là đẹp, chiếc nào cũng rất đẹp. Đó. Đây cái nắp này nó còn rất là đẹp này các bác nhìn. Đẹp từ cái nắp, đẹp đến ngoại thất bên ngoài và đẹp đến nội thất bên trong. Đây là nội thất bên trong các bác nhé. Đây em quay vào nội thất bên trong này, ba chiếc đẹp xuất sắc như nhau. Em đã kiểm tra và các bác được xử những chiếc cục đẩy tuyển chọn như này thì các bác yên tâm, nó chạy rất ổn định, đánh công suất căng cho các bác hai cặp full bát 30 các bác nhé, hai cặp full bát 30 và chép kèn. Đó, công suất rất khỏe. Đây nguồn bình áp của nó dây đồng và nguồn bình áp khá là to. Đó, rất là to. Chạy với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 trên 8 dưới. Bên dưới này các bác nhìn, bên dưới này một tầng nữa nhé. Đó là 16 con sò sắt xịn của Mexico và 16 con sò than Toshiba. Đây phía bên sườn này các bác nhìn, em chỉnh. Đây 16 sò sắt Mexico và 16 sò than Toshiba. Đó, rất đẹp. Và các bác mua những chiếc cục đẩy mà miên vỉ của nó còn sáng xanh đẹp như thế này. Đó, chạy 2, 4, 6, 8 quả trụ lập nguồn 4 chân. Hàng đẹp tuyển chọn, đẹp xuất sắc luôn. Đây điện áp của quả thu độc là 15.000 microfarad 80V. Đó rất tuyệt vời luôn. Và những con trở sứ dẹt các bác nhá. Có thể nói là những chiếc cục đẩy này cho chất âm cực kỳ hay. Nó tổng hợp vừa sò sắt vừa sò than thì nó được ưu điểm là tất cả các giải tần bát chung và chép của nó rất là hay. Hát karaoke hay và nghe nhạc rất là tuyệt vời. Đấy, các bác nhìn thấy những hàng cục đẩy hàng hãng thì người ta quan tâm rất nhiều về nội thất và chất lượng. Dây đi rất là to và gọn gàng. Nguồn máy áp dây đồng xịn, chạy sò xịn của Mexico và sò than Toshiba của Nhật Bản. Đấy, dòng cục đẩy hàng rất là chất đẹp. Để em quay kỹ các bạn, ba chiếc hàng tuyển chọn vừa về tại điện tử Cao Phong, hàng đẹp xuất sắc luôn. Phía đằng sau thì em xin thông báo với các bác là nó có đầy đủ hết các cái chế độ tinh chỉnh, các chế độ gạt. Đây em quay luôn phía đằng sau các bác này, phía đằng sau nhá, để các bác cùng xem là phía đằng sau này nó đầy đủ hết này. Đây, nhìn đầy đủ hết này. Đó, có cả solo nhá, solo này, Tech Rugi from USA nhá. Đó, đây là gạt Sister Pro, Bright Mono này, 8 ohm, 4 ohm này, 0.7 này, 1.0V này, 1.5 này. Tức là nó hội tụ tất cả các chế độ để các bác gạt, để các bác chơi. Đấy, và kết nối ra loa là đầy đủ cả jack music này và cả gen xoáy này. Đấy, gen xoáy này. Đấy, các bác dùng con này rất là sướng. Đây là nó hàng hãng các bác nhé, hàng hãng nó mới có cái Tech Rugi from USA và solo như này các bác nhé. Đó, con này rất là đẹp, tất cả về được mấy chiếc. Đây chiếc nào cũng đẹp các bác nhìn đây, hàng đẹp tuyển chọn. Chất âm của nó rất là hay, tiếng của nó dày sáng tiếng. Em kết chất âm của một chiếc nằm đây, nằm giữa này, nhạc từ máy tính vào và ra loa luôn, không qua bất kỳ một thiết bị xử lý âm thanh nào như vang lọc, mà nó chất âm của nó rất là sạch và hay, công suất khỏe, tiếng sáng. Các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy Tudio S1.6, hàng đẹp tuyển chọn, thì các bác liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096. Em giao hàng toàn quốc, chất cực kỳ hay. Tiếng bát thì các bác dùng những cục đẩy mà nó có chạy sò sắt thì nó lợi rất nhiều về tiếng bát. Và cục đẩy sò than, nó có cả sò than thì nó cái tiếng chung, cả tần tiếng chung và tiếng chép của nó rất là hay. Đấy, còn những dòng cục đẩy sò sắt đẹp như này, cái size của nó khá là hợp lý các bác nhé. Cái size của nó vừa để các bác có thể ghép thêm những chiếc lọc và những chiếc vang, những chiếc máy nâng tiếng. Nên là cái size của nó rất là hợp lý và đẹp. Các bác nhìn thấy ba chiếc hàng tuyển chọn. Ở điện tử Cao Phong làm chất lượng âm thanh sẽ đứng trên hàng đầu, nên hàng nó đi sâu về chất lượng, nên là hàng tuyển chọn các bác yên tâm là nó sẽ rất là đẹp, chiếc nào rất là đẹp các bác nhé. Đó, vâng, các bác có nhu cầu xin mời các bác nhanh tay liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096. Em giao hàng toàn quốc. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.